Rồi, in your books. Tại lẽ hôm nay mình còn học viết rồi mấy bạn. Rồi, mấy bạn coi sách 1E đi, 1E, 1E. Cùng mở sách 1E. Rồi mấy bạn có sách trang One over here, very simple. Thì cái bài này mình đi qua nhanh nha, thì nó cũng những cái từ quen thuộc. On your book page, 13. Rồi trang 13 mấy bạn. Lật trang 13 nha. Rồi cái này thì giống hồi xưa thôi. Mình có tính từ ha. Ví dụ ở đây talented young actress, thì mình có tính từ talented and young đứng trước danh từ actress. Next one, we have wearing baggy white trousers, thì mình có tính từ baggy với lại white đứng trước trousers. Baggy white trousers. Thì cái này là sao? Thì đó là vị trí của tính từ. Thì bao giờ tính từ nó cũng đứng trước danh từ. Singer. Hoặc là đứng đằng sau những cái vị trí như này. I find someone gì đó. I find something interesting. I find this work interesting. I found him an interesting person. Đó, thì là vị trí của tính từ trong câu thôi ha. Nếu mà mình có nhiều tính từ thì hồi xưa mấy bạn học cái này rồi, mình sẽ đặt thứ tự nó như thế nào ở trước một danh từ ha. Mình sẽ có ý kiến nè, opinion là đứng trước nhất, xong tới size, tới age, color, origin là cái nguồn gốc nè, xong rồi có danh từ. Đó là lý do mình có gì đây, wonderful singer. Thì wonderful là opinion cho nên mình để trước singer. Còn đối với cái này talented young thì mình có young là age, talented là opinion. Hoặc là baggy white trousers thì white là color đúng không? Xong rồi, baggy là gì đây? Baggy là cái size. Mặc dù nó không có nói là big hay small nhưng mà nó nói baggy là rộng rộng á. Thì vị trí sắp xếp của tính từ là gì? Chỉ đơn giản là bạn đi theo cái quy định này ha. Ý kiến nè, size nè, age nè, color. Age này không nhất thiết là phải bao nhiêu năm ha mấy bạn, không phải bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi, mà là age này có thể là nó mới hay nó cũ vậy thôi. Origin là nguồn gốc. Rồi. Vị trí của tính từ ha, nó là cái khung ở trong trong sách đó mấy bạn. Mấy bạn nhớ chú ý mấy cái khung ha. Rồi vậy thì tiếp tục. Mình làm cái bài tập ở trên trên đó luôn đi, exercise 4. Rồi mấy bạn một câu một điểm nè, mấy bạn bỏ cái từ này vô đúng vị trí của nó là được. Ví dụ cái chữ young nè, Portuguese là nước nào thì mấy bạn không cần quan tâm đâu, mấy bạn chỉ cần biết nó là cái nước thôi. Tất cả cái này đều là cái nước nè, thấy không? Rồi mình coi tiếp. Cái nước là mình biết chắc là nó sẽ bỏ liền á, tại vì nó là origin. Xong rồi cái năm nè. Cái năm này sẽ nói về cái age á. Rồi. Sai không? Cứ một câu một điểm nha. Rồi, có ai không? Có ai không? Mấy bạn không nhớ thấy làm thứ tự đó, mấy bạn làm câu trên, câu dễ trước câu khó sau đi. Câu này dễ nè, câu 4 dễ nè. Màu nè, năm nè. À, cái gì nữa ta? Origin nè. Cái này cũng dễ nè, modern. Ugly, rồi có ai không? Ngọc Sen. Which number? Issue number 2.
Number two. Yeah. Okay. The interviewer was wearing long white Japanese dress. Cái này là again was wearing. Rồi tiếp tiếp. Long white Japanese dress. Okay, cảm xem rồi. One point, good job. Đúng rồi, cái này mấy bạn chỉ cần theo quy tắc thôi ha. Long white Japanese dress. Rồi next one. Kim Ngân. I choose one. Okay, one. Van. Yeah. Read the whole sentence. My favorite directors. My favorite director's latest film is about a young. Van Young. Portuguese. Portuguese. Musicians. Musician. Musician. Yes, Van Young Portuguese. Thì Van này là kiểu như empty hả mấy bạn? Kiểu empty. An empty young Portuguese musician. Right, very good Kim Ngân. Next one. Ung Duy. I choose number five. Number five, okay. As a child, he used to live in an early modern house outside London. Not early, ugly. Ugly. Ugly modern. Yes, ugly modern. Quỳnh Như. Nguyễn Quỳnh, Trần Quỳnh Như. I choose number four. Number four? Yes. My dream is to buy a 1960 Italian motorbike. Oh, you missed the S. Nhưng mà sao bạn đọc cứ ở ta, bạn đọc có thể liên tục không? My dream is to buy an 1960. Rồi tiếp tiếp lại đi bạn Nguyễn Quỳnh, bạn Quỳnh Như. My dream is to buy a 1960 black Italian motorbike. Okay, next one. Kim Ngân again. The lead singer always appear on stage in a ridiculous, massive red wig. Ridiculous means it looks extremely strange. Hôm bữa mình có học cái chữ gì cũng giống chữ ridiculous á, mấy bạn nhớ không? Miêu tả người á. Chắc là không quá. Đúng không? Massive is mean it's really really big. Massive means really really big. Rồi còn hai cái này thì dễ quá, không có gì để nói. Massive là really really big nha. Ridiculous means it looks strange. It looks ridiculous. Strange, extremely strange. Rồi tiếp. Rồi đây là một số tính từ khác thì cái bài về tính từ đúng không? Bây giờ mấy bạn sắp xếp cho no hoặc là sắp xếp bắt cặp cho cô nó thành những cái cặp từ đi. Similar meanings, những cặp từ có nghĩa tương tự nhau. Ví dụ afraid với frightened là một cặp nè. Rồi thí dụ cái chỗ này, cái này dễ nè. Alone thì nó đi với cái gì nè? Đó, là mấy bạn kiếm những cái từ mà có nghĩa similar. Rồi có một cặp từ mình được một điểm nè, có ai không? So fast. Trấn Khải. Dạ, alone với lonely. Yes, we have alone and lonely. Next one, Thanh Dương. Thanh Dương. Oh, this one easy, Thanh Dương. Angry, annoyed. No, I want this. I want this. Asleep and sleeping. Sao phải với là sao ta? Chữ and đâu xong xài. And asleep and sleeping. Sorry. Thank you. Next one, Trang Vy. Glad and happy. Glad and happy. Good job. Next one, can I have Minh Quân? Live can you... and live. No, this one is live. Alive. Alive.
and live. Live. I live. Okay, again. Alive and? Alive and live. Yes, it's alive, but it's live. Rồi còn cái cuối cô làm. Thôi cô cho một bạn đi hả? Thôi thôi, không ai làm nữa thôi. Thì cô, angry and annoyed. Rồi. Có ai đọc lại hết từ mới không? One point. Cũng không hẳn mới lắm. Đọc theo cặp nha. Kim Ngân. Cô là a fair frightened, a lie leaf, a long lonely, angry annoyed, asleep sleeping, glad and happy. Good, very good, thank you. Thu Ngân, right? Yeah. Afraid, frightened, a lie leaf, angry, annoyed. Last, happy, asleep, sleeping, yeah. alive, alone, lonely, yes. Okay, rồi tiếp. Rồi, còn đủ thời gian không ta. Rồi thôi, các bạn làm bài này đi, nhanh lên. Rồi, các bạn chọn cái tính từ phù hợp với cái danh từ này. Ví dụ ở đây nó không có danh từ đằng sau đúng không? Thì mình phải coi cái danh từ trước. Ở đây mình có thể biết là đây là có age nè, thì đằng sau nó sẽ là cái gì đây? Nó là opinion hay là nó là origin? Rồi huge nè là size nè đúng không? Thì sau đó chỉ có thể là một từ thôi. Anh Thanh. Happy. The whole sentence. You have to read the whole sentence. Anh. No, Thanh, the whole sentence. 10 something winners. Anh Thanh, hurry. 10. 10 winner have said. No, 10 what? 10. Thanh, put the words here. 10. Ủa, anh Thanh? Hồi lọc qua các người khác đó nha. Anh Thanh, 10 what winners? Rồi vậy phải có đọc được không? Thì lắc hả? Chắc phải mời người khác quá, có ai khác không? Cô nghĩ là mấy bạn học online cũng mỗi tuần một lần á, cho nên là mấy bạn cố gắng camera nè, microphone nè, với lại internet. Đình Huy. 10 happy winners have shared this with lottery, right? Good. Good job, Đình Huy. Next one. Rồi, happy winners ha. Còn cái dụ mà glad thì nó cũng tương tự với happy thiệt, nhưng mà bạn phải dùng nó theo dạng I'm really glad. Nó phải ở đằng sau. Kim Ngân. Years ago, the woman was upset because the nurse woke up her sleeping baby. The woman was upset, right? Because the noise woke up her sleeping baby. Sleeping baby. Okay. Vậy dùng upset cũng được. Đó là cả hai cái đều đúng ha. Good job, Kim Ngân. Rồi, next one. Có ai nữa không? Dương, Thanh Dương. A 90-year-old French actor has won an award at the Cannes Film Festival. Very good. Rồi, thế dù cái Brilliant này thì mấy bạn phải bỏ nó lần trước thì mới được ha. Nhưng mà nó ở giữa thì chỉ có thể chọn French thôi. Tại vì theo quy tắc thì Opinion, Brilliant là phải đem lên đây. Rồi, good job, next one. Sang, Ngọc Sang. Thưa cô là
There are some hill. Oh, cái này sao nó xài ta? There are. There are some hill gray clouds in the distance. Huge again, same. Huge. Gray. Yes, again, there are some huge gray clouds in the distance. There are some huge gray. No, huge. Huge gray cloud in the distance. Rồi, sao mất S rồi? Again, there are some huge gray clouds in the distance. Huge gray clouds in the distance. Okay, thank you, Sang. Nice try. Next one, Minh. Yeah, some well-known people have quite lonely lives. No, lives. Lives. Mm. Yeah. Again. Some well-known people have quite lonely lives. Lives. Yes. Again, back. Some well-known people have quite lonely lives. Excellent. Thank you. Lonely lives. Cái chữ life. Yes. So life là số ít ha, thì số nhiều nó đổi thành VES. Cho nên là vẫn là đọc lives nha mấy bạn. Live là động từ nha, nãy giờ có thấy mấy bạn đọc hơi sai nhiều. Live này á, nó là động từ, nó cũng là sống. Nhưng mà cái này là verb. Okay, next one. One point. Anyone else? Quay không? Bình Huy. We throw an angry email to protest about the view of live animals in scientific research. 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 Angry. Again, angry. Yes, we said angry. Email to protest about the use of live animals. Yes. Rồi, alive là sống hay mấy bạn? Còn này là sống kiểu như là nhạc sống á, là cái chữ live này, còn alive là còn sống nha, biết chắc. Last one. Kim Ngân. Kim Ngân à. Thôi, chắc mình phải theo thứ tự trên xuống dưới thôi ha, Kim Ngân. Yellow girl là she's wearing an anti-Russian necklace. Cô tôi lộn không? À không, cô tôi đúng rồi. Rồi, Russian cũng được, silver cũng đúng ha. Antique là cổ thôi, thì mình bỏ cái màu, cái material đằng sau hoặc là cái này đằng sau đều được ha. Cho nên là hai cái này đều được. Good job, thank you, Kim Ngân. Rồi, chỉ có vậy thôi. Chắc là mình nghỉ một xíu. Trước nữa mình sẽ làm bài đọc á. Cho nên là mấy bạn tiện thì mấy bạn đọc luôn đi. Chắc mình nghỉ 10 phút đi ha. Nhưng mà vì mình sẽ làm bài đọc á, mấy bạn coi nha. Có cái bài đọc trang này nè. Read the text and answer the questions. Ở chỗ này ha. Bạn coi cái đoạn nào nó xuất hiện cái gì. Rồi với cái này cũng vậy luôn. Read the text and answer the questions. Rồi cái này true false. Rồi đó. Các bạn coi đi. Rồi chắc mình nghĩ 10 phút. Nhưng mà rồi mấy bạn làm luôn nha. Thôi. Ok. Thôi nói chung là nghỉ 10 phút đi. Nhưng mà rảnh thì làm ha.